Anh yêu ơi. Anh yêu ơi. Bây giờ anh em gặp đồng nghiệp viên Nam Thư. Thế anh bị sửa à? Bây giờ anh đang vừa ra bọn em đang nghỉ mai mới được, bọn em giúp mai mới được, thì bây giờ anh này làm thế anh không nghĩ à? Dạ mà anh mà đi công sức của bọn em đổ sông phải đổ biển à? Anh biết bao nhiêu công sức của bọn em để cho anh ra đây. Cầm cái tờ đơn kiện của anh đấy. Giờ anh làm gì mà nó lại giống anh nào? Mà sau này anh là tính phát cả cái này ra đúng không? Cứ đi. Mày biết là bây giờ anh về anh nhìn chúng nó hạnh phúc với nhau, anh làm sao anh chịu được? Thế là từ nay anh chống mắt hay anh nhìn chúng nó cưới nhau à? Thì anh cứ phải từ từ một hai hôm nữa cho xuôi xuôi chuyện đi đã. Bây giờ anh về cái. Thôi anh. Thôi anh. Thôi giữ lại. Này. Nóng còi. Hả? Xem anh Kiên về rồi thì mình tổ chức làm tí rượu chè cho nó. Thịt cân châu. Cái cả thịt cân châu. Mày bị điên à? Tiền đâu thế? Thế là anh anh Kiên về rồi vui phải thịt cân châu. Thế làm nồi lẩu ấy con. Làm nồi lẩu đi. Làm nồi lẩu ấy. Mình mua vịt về mình chế biến là mình ăn quây quần mấy anh em quây quần cho vui. Làm đôi bát tiết canh này hết hơn. Không được cả mình chế rượu quá gì. Làm cái cút rượu ơi à. Rượu vào ống luôn nhỉ. Tình cảm ấy đi lên này thế. Cậu ấy mình ra chuyển luôn đi. Và chuyển hết tiền. Thì cứ lấy hàng cái nào chiều. Chiều đâu có. Để chiều đi. Vào mua. Đồng có bao nhiêu đâu. Để chiều đi. Hôm nay tao uống cho ông Kiên sập luôn. Hôm nay ông Kiên về vui rồi, phải sập luôn. Kiên ngã luôn. Thì thế. Mà thằng này dở bùm làm con trâu, quánh con trâu phải gọi cả làng đến ăn. Bây giờ bánh con trâu phải gọi cả làng luôn. Ra xe. Ra xe. Ra xe. Ra xe nào. Ôi anh Kiên kìa. Anh Kiên kìa. Anh yêu ơi. Anh yêu ơi. Bây giờ anh đang gặp đồng nghiệp viên Nam Thư. Thế anh bị sửa à? Bây giờ anh đang vừa ra bọn em đang nghỉ mai mới được, bọn em giúp mai mới được, thì bây giờ anh này làm thế anh không nghĩ à? Dạ mà anh mà đi công sức của bọn em đổ sông phải đổ biển à? Anh biết bao nhiêu công sức của bọn em để cho anh ra đây. Cầm cái tờ đơn kiện của anh đấy. Giờ anh làm gì mà nó lại giống anh nào? Mà sau này anh là tính phát cả cái này ra đúng không? Cứ đi. Mày biết là bây giờ anh về anh nhìn chúng nó hạnh phúc với nhau, anh làm sao anh chịu được? Thì anh phải chịu đi chứ. Thì trong cái thời gian này anh đang bị thế này rồi thì anh cứ đém đém lại đi. Căng lên làm gì? Là anh làm cái gì bây giờ chúng mày hiểu được không? Chúng mày làm sao hiểu được anh? Bây giờ ấy chúng nó hạnh phúc rồi. Anh thì anh mới ra, bây giờ anh nhìn chúng nó hạnh phúc anh làm sao chịu được? Cái này bọn em biết, nhưng anh phải ấy là ai? Nó đang cầm cái đơn kiện trong tay ấy, nó lại bế anh vào người đây. Anh có phải sợ nó à? Không anh phải biết này, một lần nữa ấy, anh bờ một lần nữa anh gây án thôi, làm anh lại phải vào trong đấy luôn. Mà lần này xin còn chưa chắc xin được á. Thôi khó xin lên rồi. Này vợ, anh biết bao nhiêu công sức của em mới xin được anh ra không? Mà anh phải hiểu này, cả chị Thư cũng phải đứng ra xin thằng Hiệp để cho anh ra, chứ không phải là bỗng nhiên mà tự dưng nó thả anh ra đâu. Thì anh cũng biết là như thế, nhưng mà em phải hiểu anh này. Anh đã bảo chúng mày rồi. Bây giờ ấy, anh đi gặp chúng nó, anh nói chuyện đàng hoàng chúng nó thôi, anh không động tay động chân gì cả. Mấy anh em hồi sợ. Đúng không? Với lại anh nói anh không động tay động chân. Đấy. Bây giờ nhìn anh như thế này. Dưới anh Kiên ạ. Tay động chân rồi nào. Với lại dạ, anh bình tĩnh đi. Anh Kiên. Em có hứa với thằng Hiệp với chị Tư là sau khi anh ra anh em mình sẽ không liên quan gì đến bọn nó nữa. Không liên quan là không liên quan thế nào. Bây giờ anh cay nó lắm rồi, anh làm sao mà anh để yên được. Giờ mà em không hứa kiểu thế làm sao anh được ra. Anh vẫn ở trong đời đấy. Em cứ yên tâm đi, anh đã ra rồi, anh không mời anh vào được nữa, em đúng không? Em không cho anh yêu cả. Không cho anh kín đâu hết. Không yêu cả. Ôi giời. Thế là từ nay anh chống mắt hay anh nhìn chúng nó cưới nhau à? Thì anh cứ phải từ từ một hai hôm nữa cho xuôi xuôi chuyện đi đã. Bây giờ anh về cái. Thôi anh! Thôi anh! Thôi anh! Thôi lại. Anh đi lại, anh đi vào cái nhà của em cái. Sao anh nhở? Anh bảo cho mày thì mày không nghe anh nhở, chứ mà chúng nó chặn anh làm cái gì nhở? Em phải nói anh đi nào cho anh hiểu. Anh đang hỏi cho mày. Mày cản anh, chúng mày sợ nó hay như nào? Không phải bọn em sợ. Anh vào trong đấy chứ không phải em sợ nó. Cái vấn đề không phải là bọn em sợ nó hay là sợ thằng kia cả. Mà bọn em á chỉ muốn lo cho anh thôi. Anh biết là chúng mày lo cho anh, nhưng mà anh đi anh gặp nó, anh nói chuyện đằng bình thường có gì đâu. Có chuyện bình thường thì anh không có bình thường đâu. Anh bơi nhìn bơi anh ra gặp bọn nó, anh thấy chúng nó tình tứ thế, anh bình thường được à? Bây giờ anh phải đi mọi chuyện này để im một thời gian đã. Thế anh từ lúc mà anh đi thằng Hiệp với con Tư nó như thế nào? Từ lúc anh mà đi á thì chúng nó vẫn tình tứ với nhau. Thì thường thường vẫn hay đón nhau về nhà đấy thì cũng biết làm được gì đâu. Chung là qua lại với nhau. Thế là mấy thời gian vừa qua là anh đi chúng nó vẫn tình tứ với nhau. Vâng, có lại trong thời gian này anh cứ cố gắng nhẫn nhịn đi, vừa anh căng lên giải quyết được gì đâu. Và trong thời gian đi á nó còn đăng hiệp nó sang nhà anh nó đòi 500 triệu. Anh ở trong đấy anh biết hết. Như thế nào anh biết hết. Chứ anh phải gọi anh không biết.
lên lên là mấy anh em ở ở ngoài giúp anh như nào anh cũng hiểu, anh cũng biết là anh em rất là tốt. Ở phía nghiệp ấy thì nó chưa là bạn của anh ấy, nhưng mà bây giờ anh không qua bạn nữa rồi, từ cái lúc đấy rồi anh ở trong đấy anh nhìn anh biết hết, nó còn dọa cả mẹ anh biết hết đấy. Chị em nói bây giờ anh cố gắng ngủ làm gì, bây giờ trước khi anh ở trong đấy thì mẹ anh đã lo suốt hết cả ruột rồi, buồn ăn chán rồi, chả làm được gì nữa rồi. Bây giờ anh ra gặp nó, bây giờ anh hùng hổ lên, chẳng anh nóng anh nhìn chúng nó thế anh thì anh cáu lên, thì bây giờ anh lại phải vào lần nữa, nó lại kiện anh vào trong đấy thì có phải là mẹ anh lại khổ không? Anh ra gặp Thư thôi, anh nói chuyện với Thư thôi. Mà giờ ấy, nó chuyên gia đi với Thư chứ không phải anh gặp Thư là được đâu. Bây giờ điên thế mới được. Anh từ lúc mà anh về một cái bây giờ anh nóng hết cả mắt. Thì giờ anh em mình em cũng nóng mắt chứ. Anh thấy chúng nó đang ở Facebook ấy. Vâng. Thế lọ thế kia. Bây giờ mình nhìn thấy mình cũng ngứa mắt chứ đúng không? Bây giờ người yêu của mình mà anh cũng biết là bây giờ mà anh đến anh gặp nó lại nó thế lọ thế kia, anh cũng biết đấy chứ. Mình đến như mình kiềm chế thôi, đến nói chuyện với nó thôi có gì anh đâu. Anh có mà kiềm chế đến anh kiềm chế thế nào được. Cả... em biết thừa tính của anh rồi, em lại thì tính của anh. Với lại anh xui xui với anh hôm anh nghỉ ngơi đi xong rồi để mình trả thù vẫn chưa muộn mà. Tầm này anh vừa mới ra anh cứ vào trong nhà anh bình tĩnh anh suy nghĩ, anh không phải mình phải nóng vội ra cả. Đấy anh về rồi thì một hai hôm anh thu xếp về Bắc Phúc đi. Anh về nhà xem mẹ anh nào đi, mẹ anh chờ anh đấy. Anh hôm qua rồi, anh về anh thăm mẹ anh hôm qua rồi, mẹ anh cũng rửa hết chuyện rồi. Cái số tiền nó dọa mẹ anh ấy, đấy anh biết hết rồi. Ở nhà như nào anh biết hết, ở trong đấy anh bị nhốt thế thôi. Nhưng mà nó thật ra anh không ở trong đấy, anh không phải vào bị khổ. Thằng Hiệp ấy thật ra nó ngoãn thôi. Anh ở trong đấy anh sướng của mẹ ai ấy. Sao nó bảo là nó có anh em đấy. Anh em nào? Không nhờ chú đánh anh thôi. Chú trong đấy. Có chú nào cháu chú nào cả. Nó bảo nhờ chú trong đấy đánh anh. Anh thế, anh vào trong đấy anh bị đánh một lần nào anh làm chó luôn, cháu giờ bị đánh cái gì cả. Anh vào đấy anh thế này luôn đến mức cơ mình con người cứ bưng cho anh luôn. Có cái gì mà bị đánh? Sao thằng đấy là nó ở ngoài nó dọa bọn em thế để cho bọn em tâm lý còn sợ cái gì đâu mà. Anh bảo cái này rồi. Để anh lên. Thôi anh trước tiên anh cứ vào trong họ anh nghỉ ngơi 1-2 ngày đi. Anh vào phòng đi. Bây giờ để nó cưới nhau là khác rồi, kể được. Giờ anh em nghỉ ngơi xong chiều anh em đi ăn. Xong rồi để một vài bữa nữa mình trả thù. Quân chưa muộn mà. Quân từ lúc mà anh đi ấy, Tư xuống thăm anh không? Xuống xuống đây. Cố quá chị vẫn hay gửi đồ đây. Nhưng mà chỉ hay là con gửi lén lút thôi, thằng kia nó ấy lắm. Thằng kia nó biết là chết. Nó cứ biết là hỏng luôn mà nó không đoán. Thằng Hiệp biết là thằng Hiệp nó hay gửi đấy. Nó hay to tiếng anh Thư lắm. Thằng này với bọn nó cũng vũ phu chung thế lọ thế kia chứ đâu tốt đẹp gì. Giờ anh em mình ngồi tìm cách thôi. Chứ giờ cứ để chị Thư suốt ngày ăn chửi như gì nó. Em tìm cách rồi để không để cho anh đi gặp nó thì anh tìm cách gì. Anh không mà thời điểm này chưa là phải thời điểm đúng để cho anh đi gặp nó. Anh vừa mới ra được vài ngày thôi. Giờ anh phải ngồi mua qua cái vụ kiện tụng này đi xong rồi mình vừa anh em mình chiều nay làm bữa rượu ngồi nói quây quần nói chuyện với nhau xem là tính toán nó như nào. Bây giờ anh cứ sồn sồn hùng hổ lên anh đến gặp chúng nó làm gì, anh có kiềm chế được đâu. Anh gặp anh nhìn chúng nó tình tứ với nhau anh ngứa mắt nên lúc ấy nó xảy ra mọi chuyện thì không ai muốn cả. Bây giờ mấy anh em khuyên anh như thế thì anh cũng biết là mấy anh em như thế nào khuyên anh thì tốt cho anh thôi, nhưng mà các bạn là anh hôm qua anh vào anh xem chúng nó đăng ảnh Facebook ấy thấy cái lọ thế kia rồi là tìm ảnh cưới rồi anh các kiểu anh cũng nóng hết cả ruột nè. Vừa đấy anh cũng định sang anh nói chuyện với Thư để anh khuyên cho Thư thôi. Dạ anh rồi thế là thôi, anh mấy anh em nói khuyên anh thì anh cũng hiểu rồi, còn là từ sau ấy anh mấy anh em bảo này gặp nó đâu cứ phang nó sợ đấy gì, còn là mình đến đâu thì mình đến, có thật chứ nó ai trong đấy nó chẳng qua đâu, chỉ qua là nhà nó có tiền thôi. Anh kiểu là nó đút công an đấy á? Ừ, nó chỉ đút công an thôi, làm gì có gì đâu. Anh mà nó mới trả lời bị sao cả. Thế mà nó cứ dọa em là anh bị đánh này nọ. Có chú có chiếc nhà nó ở trong đấy, nó bảo thích làm gì anh cũng được trong đấy. Anh đang ở bây giờ đang trong kiểu tạm giam chứ có cái gì đâu. Chỉ được qua vào 3 hôm thì nó cũng khổ. 3 hôm thì kiểu mấy thằng trong đấy là nó kiểu mình người lạ ấy, nó sụp vào buồng cái là nó bắt lạc thôi, còn là có cái gì và đâm qua anh em trong đấy còn đã hơn quen rồi bình thường, có cái gì đâu. Còn thằng Hiệp kia thì nó ở ngoài nó dọa bọn em thế để cho bọn em tâm lý để cho em đỡ dọa nó, chứ còn
Thế ở ngoài mấy anh em vẫn bình thường, khỏe chứ? Vâng, bọn em thì không có gì, chỉ lo cho anh ở trong đấy thôi. Ừ. Nói chung là mấy anh em khỏe tốt rồi, bố mẹ anh thì... Bố mẹ anh cũng qua anh cũng về thăm rồi. Đấy thì lúc mà anh đi đấy mày cũng tỉnh bảo về mày thăm mẹ anh chứ. Vâng, ừ, em thẳng lắp cúc suốt, suốt ngày em sang mất cúc mà. Bảo em suốt ngày sang bên đấy mất cúc. Thôi anh ạ, à, em bảo thôi, anh không phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Thằng này anh cứ ở trong này anh tĩnh tâm lại đi. Tóm lại là về hai phía thằng kia thì anh không phải quan tâm đến nó làm gì cả. Anh càng nghĩ anh càng tức càng cáu thôi. Giờ ấy, anh em mình ấy cứ im lặng một thời gian đi, xong rồi mình trả thù sau vẫn chưa muộn. Giờ thời gian đầu mà anh mới về mà anh làm gì đó thôi, nó lại cho anh đi tiếp rồi. Mà thôi anh... mà hôm nay là cũng mùng 3 Tết rồi, bây giờ thôi mấy anh em đi xem liên hoan bữa, nó lại để anh mời mấy thôi, bạn nữa. Để bọn em đi, bọn em đi mua đồ đi. Bọn em đi mua đồ về. Thôi để anh đi mua cho anh coi. Thôi anh, đi lên này với em giải của nó. Anh nhà Dũng ở nhà Trung. Dũng ở nhà Trung. Cho anh kêu nhá. Dũng ở Trung. Dũng ở đây, Dũng ở đây. Có gì bạn gọi cho tôi đi. Anh đi mày nói đi mẹ, anh tự lái mà bạn cứ chơi. Không, em chỉ sợ anh đi. Em chỉ sợ anh đi thôi. Vâng, ông đi đến chỗ nhà chơi với anh kia. Anh nữa ở đài đấy. Đi. À, mua ít đồ về mình ấy. Hãy mở con Châu nhá. Đi đâu? Giờ này vẫn còn tâm trạng để chơi. Hello mọi người. Thì như mọi người cũng đã biết thì ngày xưa là Kiên khá là gầy đúng không? Và Kiên rất là trẻ con. Thì sau khi mà Kiên được một bà chị, bà ấy mách cho uống một cái sản phẩm, đó là sản phẩm vitamin tăng cân. Đây là sản phẩm mà Kiên đang uống rất là lâu rồi. Sản phẩm này thì là sản phẩm tăng cân Thái Lan, một lọ của nó là 100 viên nha các bạn nhé. Thì cam kết với mọi người là uống một tuần là sẽ tăng cân, và sau khi uống một lọ thì sẽ tăng từ 2 đến 8 cân nha mọi người. Thì sản phẩm này thì trẻ con trên 6 tuổi đã uống rồi, rất là dễ uống. Và bây giờ Kiên sẽ bóc hộp ra và Kiên sẽ uống cho mọi người xem nhé. Ok mọi người này, một lọ của nó sẽ như này. Đó, bây giờ Kiên sẽ khui hộp ra này. Các bạn uống thì một ngày 2 lần nhé, mỗi lần thì 2 viên, một viên to một viên nhỏ. Đó, đó như này. Một bé này, bên một viên đỏ. Kiên sẽ uống luôn cho mọi người xem này. Đó, cái sản phẩm này thì dành cho những cái bạn nào mà ăn lâu năm mà ăn mãi mà không béo thì các bạn hãy dinh ngay một cái loại sản phẩm này về để uống nhá. Kiên cam kết là tăng cân luôn. Bạn nào mà muốn tăng cân ấy thì các bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào Kiên đó. Nếu mà không tăng cân thì Kiên sẽ hoàn lại trả lại tiền luôn đó. Thì bạn nhắn tin trực tiếp vào số Zalo cho Kiên. Zalo thì Kiên đã để màn hình rồi, và cho các bạn xem cái hình ảnh mà hồi trước ở Kiên chưa uống này và sau khi uống nhá. Đây, các bạn thấy không, các bạn thấy không, đấy sự gắt gọt không đấy. Sau khi uống một cái này có da có thịt, cái này đẹp sai ngay anh em ạ. Đấy, các bạn cứ yên tâm nhá, nhắn tin Zalo cho Kiên. Ok, bye bye.